To lớn lắm. Chào mọi người, hôm nay mình đi theo ba mình với em mình đi lấy mật ong. Mình đi đi hướng này đi. Đi. Chào ba mình đang chuẩn bị kiếm bên đây nè. Đây em mình nó hôm nay thấy mình đi lấy mật thấy ham quá nó đi theo nè. Đây Tâm. Tâm đi theo ba tao rồi Tâm, ba tao chỉ nghề lấy cho Tâm. ba đang đi bên đó. Cái này mình đi bắt ong lắc chỗ nào mình có ong mình quay cho thấy luôn hả? Giờ ba mình phát hiện một con ong này bự ra, mọi người bự ra, nửa mít à. Đúng như không? Nó nằm đâu? Đây nè. Đây nè. Này hơi nửa mít mà. Bỏ trứng đi. Mình đi với ba mình với em mình sáng giờ ba mình phát hiện một con nè, thấy không? Đó, nó chui vô không? Đó. Rồi, thấy rồi, con thấy rồi. Rồi, to lớn thiệt. To rồi, lớn lắm rồi. Người ơi. Bà hay quá. Rồi tao cái tao lớn lắm. Cái tao cầm vào dùng tay luôn á. Nè nè, vô đây cầm phủ thôi. Nè nè, cầm được rước phút thôi. Trời ơi, tỏ nó già. Hết nấu luôn. Ừ, tỏ. Ừ, đó này nè. Nè nè, tao cầm ra tao. Cầm đi lụm miếng tàu nhỏ nè. Trời ơi, lấy ông tại thằng em mình lấy to ông mới nó nhát quá. Thằng em mình nó còn mới nó nhát quá. Ông lấy ông này mình thấy từ từ với mình đừng luôn, tại vì ông này con dùi này nó hiền mà mấy thằng nhát á, như này nè. Ừ, tỏ chào bá, rồi đây được rồi. Chỉ à, tỏ chỉ luôn á. Hơn chỉ luôn. Ừ. Già quá, bỏ đi, bỏ tay. Nên này cầm phút đi. Ông này phát hiện sớm mới ngon. Trời ơi, này ngon rồi, tỏ này gì mật nhiều nè. Tấm mấy phụng ra tấm. Ba tỏ hết. Cho bá luôn. Nên nó cầm. Chảy mật. Vũ đi, vũ đi. Luôn kiếm tả đầu là không có. Mà không đi cầm kiếm có. Sẹt dữ lắm mọi người. Ừ. Ủa chứ đâu có mật nhiều đâu. Nhiều. Trên đây nè, đây mật nhiều lắm nè. Trời ơi tao. Mật vậy không có nhiều Tâm. Đây, đưa xuống đi. Cắt thằng hai chưa? Rồi bỏ cũng vừa luôn. Cắt em. Vậy mật vậy không có nhiều vậy.
Hả? Ừ, mà quá trời không có nhiều gì. Nhóc cây luôn. Này có tẻ rồi nha. Rồi bụm lụm kéo bỏ vô đây luôn. Lụm kéo bỏ vô luôn. Không, kéo 100. Đây đưa ra, đưa kéo ra. Ừ. Mệt. Rồi. Bà bỏ đấy con có. Giờ giờ bà kiếm giặt ở đây đi, kiếm giặt đây người ta kiếm chỗ cũ đi. Ở đây mình lùi cho phát hiện một tổ ong. Nó nằm ngay đầu mình luôn. Giờ leo lên lấy nó. Đó này là tổ thứ hai rồi. Không rồi chen nào vô cho nó lấy được. Cố gắng lấy thôi. Có ông không mình. Đó mình lụm lại được luôn rồi. Tàu thứ hai. Em mình lụm cái xô bỏ mãi rồi. Mình bỏ vô cái lon này. Rồi cho bá luôn. Dầm đi ơi. Giờ mình luồn đường này lên trên. Nãy mình với ba mình với em mình kiếm trên bờ. Giờ mình băng xuống cây mắm, mình thấy một tổ ong rừng. Tổ ong chà bá luôn. Không biết có mờ không, không biết tổ này có người lấy nè. Cái tâm tổ mình nhắm có mờ tâm. Đúng rồi. Cái tổ này không biết có mờ không. Thấy dấu chân lấy rồi. Có lấy sát cái khối lên nè. Sát khối lên nè. Nãy mình lên lấy tổ ong lớn mà cũng có nhiều. Về mình về tới đây gặp tổ ong dùi. Ba mình mò thuốc vô lụm nè. Tổ lớn dữ không ba? Tổ nhỏ không lớn.
Thì ba vô lấy. Còn cứ cây chú gì. Cây phấn. Cây phấn luôn. Cái chân trước á. Tàu nhỏ cùng mặt lớn. Mặt cà bá luôn. Cơm mua phước cái rồi, phước cái rồi, phước cái quay rồi. Thấy rồi, thấy. Nằm đây nè. Đó, vào. Giờ dài ra đi kiếm dài lên trên. Cái tàu nhỏ còn mặt lớn. Núm núm luôn mà cái báo. Ừ, còn rồi. Cái coi chừng nó phấn qua đó bạn, cái phấn qua nó vét cho bạn. Phấn qua. Núm không có. Cái tao người. Hết rồi. Cầm kéo người luôn. Tôi không dùng. Đi, tiếp mình đi dài này lên dẫn đi. Đi. Trời nó mệt. Mà anh Tâm, mình đi với ba mình. Từ nãy giờ luôn. Mình gặp thêm một tổ ong mật nữa. Thôi này mày lấy đi. Trời. Nghĩ sao hả? Mệt quá. Ừ. Quay đi. Chưa kéo á, bên đây nè. Rồi. Hồi nãy em mình nói không để cho em mình bắt ai nhờ. Vô chầm tao ông rồi cái. Hôm mày bắt đi. Mới con dẫn đàn tao ông rồi. Chưa kéo. Tông nhỏ. Ừ. Có cảnh cỡ đất nè. Ê, trước mặt hết luôn rồi. Cỏ quá trời luôn. Người chú hết một miếng mặt rồi. Trời ơi. Vô con dây. Qua trơn cục mập. Con nhỏ mà mặt vui quá. Dước đây nè. Còn tay lấy ra. Ừ. Chống nhiều đâu, thôi đi. Đi ngay giờ đó bụng quá. Đó mà cái nhiễu là hết pin này rồi cắm mà kia ra đã rồi. Nhiều mặn. Mình chỉ cắn một mặt thôi mà. Mình chỉ cắn một mặt nó xíu à mà em mình. Nó giật lại luôn. À. Đem cái đấy nè. Làm nhát nữa ha. Tâm. Làm nhát nữa ha. Cái này ăn nè. Này không ăn phải không? Đây, cái mặt đây. Xuống lắm, để đưa đây để tao. Vô phải tao không rồi bỏ chạy luôn. Bắt thịt kèo của mày có mình bắt chạy quá.
Thôi giờ giờ mình đi dài đi, vòng về. Giờ nắng quá. Này hóc quá. Chào cả nhà. Bữa nay mưa hóc quá. Đó, sáng này mình với ba mình với em mình bắt được 4 ổ luôn. Gần nửa lít à, chứ không phải giỡn à. Bây giờ cũng chiều rồi. Giờ vô ăn cơm nước rồi nghỉ ngơi luôn. Bụng rồi đã luôn hả? Đã bắt được.